World Cup 2022 là một trong những kỳ World Cup hay nhất lịch sử, thậm chí còn được gọi là hay nhất với rất nhiều người đồng tình. Chúng ta khi nhắc lại chắc vẫn còn lâng lâng cảm xúc về nó. Không cần phải toàn bộ quá trình mà ngay ở vòng bảng thôi nó đã mang đến những cảm xúc khó có thể quên. Theo chủ tịch FIFA Gianni Infantino, ông nói rằng chưa từng có vòng bảng nào hay như vòng bảng World Cup 2022 qua 22 lần tổ chức. Hãy cùng tôi nhìn lại những ấn tượng của vòng bảng đáng nhớ qua video của ngày hôm nay. Chúng ta rõ ràng biết rằng sự chú ý lớn nhất ở kỳ World Cup lần này sẽ thuộc về hai cá nhân Ronaldo và Messi. Chúng ta cũng biết rõ về cách mà họ đã kết thúc giải đấu với nước mắt và nụ cười trên nhau. Tất nhiên bóng đá không chỉ có Ronaldo hay Messi, đây còn là khoảnh khắc chào sân lần đầu hoặc lần cuối ở giải đấu lớn nhất hành tinh của những cầu thủ khác. Có những siêu sao, ngôi sao mới nổi hay những người đã qua kỳ đỉnh cao và mỗi khoảnh khắc đều đáng nhớ theo nhiều cách khác nhau. Những trận đấu đầu tiên của giai đoạn vòng bảng luôn là thời điểm ẩn chứa rất nhiều những bất ngờ bởi các đội tuyển lớn sẽ chưa thể có được phong độ tốt nhất. Ngược lại, đây là thời điểm mà những ẩn số sẽ xuất hiện để có thể mang tới những kịch bản khó lường nhất cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Một trong những cái tên mà người hâm mộ mong chờ nhất ở kỳ World Cup 2022 đó là Lionel Messi đã có cho mình ngày ra quân tưởng chừng như thuận lợi trước đối thủ là Ả Rập Xê Út. Mọi diễn biến trong hiệp 1 càng củng cố thêm niềm tin vào một chiến thắng dễ dàng dành cho Albiceleste khi mà đại diện của châu Á chỉ có thể tránh khỏi việc thua đậm nhờ vào may mắn. Nhưng 45 phút thi đấu của hiệp 2 có lẽ lại là cơn ác mộng dành cho những cổ động viên của đội bóng Nam Mỹ khi họ phải nhận liền hai bàn thua và hoàn toàn bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng cho riêng mình. Ngày ra quân trắng tay có lẽ không phải là viễn cảnh mà bất kỳ ngôi sao của Argentina nào có thể tưởng tượng ra và khiến cho hành trình của họ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Không chỉ Argentina mà đội tuyển Đức, nhà vô địch World Cup 2014 cũng đã phải trải qua hơn 90 phút đáng quên trước một đại diện khác của châu Á là đội tuyển Nhật Bản. Sở hữu cho mình một dàn sao cực kỳ tiềm năng cùng những cái tên kinh nghiệm đã kinh qua rất nhiều sân chơi hàng đầu. Tuy nhiên tinh thần chiến đấu là điều mà Diamond Trap không thể hiện được ngay trong trận đấu đầu tiên của mình. Để rồi đoàn quân của Hansi Flick đã phải trả giá và đó chính là dấu hiệu đầy khó khăn trong một kỳ World Cup ở bảng đấu mà họ sẽ còn đối đầu với cả Tây Ban Nha. Nếu như có những ông lớn đã không thể chiến thắng được chính mình thì cũng đã có những đại gia có được màn thị uy sức mạnh ấn tượng trước những đội bóng được đánh giá thấp hơn rất nhiều. Với vị thế một ứng cử viên cho chức vô địch, đội tuyển Anh đã có chiến thắng giòn giã trước Iran với tỷ số 6-2. Đây có thể xem như là một trận đấu đập tan mọi hoài nghi nhắm vào thầy trò huấn luyện viên Gareth Southgate trước thềm ngày hội bóng đá ở Qatar diễn ra. Bên cạnh đó, Tây Ban Nha đã có cho mình chiến thắng 7-0 cực kỳ ấn tượng trước Costa Rica để sẵn sàng cho cuộc cạnh tranh trước cúp vàng. Ngoài ra thì những cửa viên hàng đầu khác cho chức vô địch như Bồ Đào Nha, Brazil, Bỉ, Pháp hay Hà Lan cũng đều có được 3 điểm để khẳng định được sức mạnh của bản thân. Lượt trận đầu tiên khép lại với vị trí đầu bảng A dành cho Hà Lan cùng Ecuador trong khi chủ nhà Qatar có lẽ đã hiểu được sự khắc nghiệt của đấu trường World Cup. Bảng B chứng kiến sự áp đảo của tuyển Anh với chiến thắng ấn tượng trước Iran trong khi xứ Wales và Mỹ chia nhau hai vị trí phía sau. Bảng C có lẽ là nơi để lại nhiều bất ngờ nhất với chiến thắng của Ả Rập Xê Út ở vị trí đầu bảng, trong khi Ba Lan cùng Mexico bám đuổi ở ngay phía sau. Đương kim vô địch Pháp khẳng định được sức mạnh ở vị trí đầu bảng D sau chiến thắng trước Úc ở ngày ra quân. Đội tuyển Bỉ có được ngôi đầu bảng F nhờ chiến thắng tối thiểu trước Canada, trong khi Tây Ban Nha cho thấy sức mạnh tuyệt đối cùng ngôi đầu bảng E. Ở hai bảng đấu H và G, không có quá nhiều bất ngờ khi lần lượt Bồ Đào Nha cùng Brazil là những gương mặt ngự trị ở ngôi đầu. Nhưng chừng đó là đủ để người hâm mộ hướng tới loạt trận thứ hai với những bất ngờ và diễn biến khó lường. Argentina gặp nguy và Đức cũng thế, báo động đỏ treo ngay trên đầu họ ở ngay vòng đấu đầu tiên. Và vì thế, lượt hai cũng sẽ là cơ hội để sửa sai với những đội bóng đã có màn thể hiện tốt. Họ cũng có thể sớm ghi danh vào vòng 1/8 sau vòng đấu này. Tại bảng A, sau khi thất bại trong việc có điểm trước Hà Lan, Senegal cho thấy quyết tâm cực lớn của mình trong cuộc đối đầu với chủ nhà Qatar. Dù nhập cuộc rất tự tin nhưng đại diện tới từ châu Phi phải đợi tới phút 41 mới có pha lập công đầu tiên của tiền đạo Moulay Dia do sự bất cẩn từ hậu vệ Qatar. Sang tới hiệp 2 vẫn là thế trận áp đảo từ đội khách khi họ dễ dàng có cho mình hai bàn thắng ở phút 48 và 84, trong khi Qatar chỉ có bàn thắng danh dự ở phút 78. Trận thua này cũng chính thức biến Qatar trở thành đội đầu tiên tại World Cup 2022 rời giải đấu. Ở trận đấu còn lại, Hà Lan và Ecuador đã cầm hòa nhau với tỷ số 1-1 trong một thế trận mà Hà Lan dù đánh giá cao hơn nhưng lép vế hoàn toàn trước Ecuador.
Tại bảng B, bất ngờ gọi tên đại diện đến từ châu Á là Iran khi họ xuất sắc đánh bại xứ Wales với hai bàn thắng trong những phút bù giờ, qua đó níu kéo một chút hy vọng góp mặt tại vòng 1/8. Trong khi tại trận đấu còn lại, Anh cũng chỉ có thể mang về một điểm trước lối chơi rất khó chịu từ đội tuyển Mỹ. Ở bảng C, trận thua bất ngờ trước Ả Rập Xê Út khiến Argentina đối mặt với cơn khủng hoảng vô cùng khó khăn. Một trận thua hay thậm chí một trận hòa trước Mexico là đủ để Messi và các đồng đội gần với tấm vé ra về. Viễn cảnh ấy càng rõ ràng hơn khi sau 45 phút đầu tiên kết thúc, đại diện tới từ Nam Mỹ không thể tung ra bất cứ một cú sút trúng khung thành nào. Tưởng chừng như mọi thứ sẽ kết thúc, nhưng bằng khoảnh khắc thiên tài của mình, Leo Messi đã đưa Argentina vươn lên dẫn trước bằng một cú đá cực đẹp khiến thủ thành Ochoa dù bay người hết cỡ nhưng cũng đành chịu thua. Như cởi bỏ được nút thắt trong người, Argentina tấn công thành thoát hơn và có cho mình bàn thắng thứ hai nhờ pha lập công của Enzo Fernandez ở phút thứ 87. Qua đó giúp Argentina có được chiến thắng 2-0 sau 90 phút thi đấu. Ở trận đấu còn lại, Ba Lan dễ dàng có cho mình chiến thắng 2-0 trước Ả Rập Xê Út, tạm thời dẫn đầu bảng đấu sau ngày thi đấu thứ hai. Tại bảng D, Úc gây bất ngờ cực lớn với chiến thắng 1-0 trước Tunisia. Trong khi đó, tại trận đấu còn lại, Pháp vô cùng khó khăn để vượt qua Đan Mạch với tỷ số 2-1 nhờ các pha lập công của Giroud và Mbappe, qua đó trở thành đội tuyển đầu tiên tại World Cup 2022 điền tên mình vào vòng knock out. Với bảng E, Costa Rica có cho mình chiến thắng 1-0 vô cùng bất ngờ trước Nhật Bản. Còn với trận cầu tâm điểm, Tây Ban Nha và Đức cầm hòa nhau với tỷ số 1-1 khiến cục diện của bảng đấu này chỉ có thể xác định tại ngày thi đấu cuối cùng. Ở bảng F, đội tuyển Maroc khiến người hâm mộ bắt đầu chú ý sau khi đánh bại đội tuyển đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng FIFA là Bỉ với tỷ số 2-0. Tại trận đấu còn lại, Á quân World Cup 2018 Croatia không gặp quá nhiều khó khăn để đánh bại đội tuyển Canada với tỷ số 4-1. Với trận thua này, Canada là đại diện tiếp theo sau chủ nhà Qatar và chia tay World Cup sau hai lượt trận thi đấu. Ở bảng G, Cameroon và Serbia đã cống hiến cho người hâm mộ một bữa tiệc bàn thắng. Tại trận đấu còn lại, Brazil tiếp tục thị uy sức mạnh của mình với chiến thắng 1-0 chung cuộc trước Thụy Sĩ, qua đó trở thành cái tên thứ hai điền tên mình vào vòng knock-out. Với bảng H, Hàn Quốc suýt khiến Ghana phải ôm hận sau hai bàn thắng gỡ hòa của Cho Ge-sung tại 45 phút hiệp 2. Bằng đẳng cấp của mình, Ghana vẫn là đội có chiến thắng chung cuộc sau pha lập công nâng tỷ số lên 3-2 của tiền đạo Mohamed Kudus tại phút 68. Tại trận đấu cuối cùng của vòng bảng thứ hai World Cup, Bồ Đào Nha dễ dàng có cho mình 3 điểm trọn vẹn sau chiến thắng 2-0 trước Uruguay. Qua đó, CD Sao châu Âu cũng trở thành đại diện thứ 3 tiếp theo điền tên mình vào vòng đấu ảo. Lượt đấu thứ 3, lượt quyết định, bảng E rõ ràng là bảng tử thần, nhưng nó lại đang đem đến nỗi sợ cho không riêng cái tên nào có mặt ở trong đây. Trong khi Argentina cũng sẽ có trận đấu để quyết định cho số phận của họ. Uruguay sẽ gặp lại Ghana và cái nợ của họ có thể sẽ được giải quyết hay bồi thêm ở trận đấu này. Có thể nói, lượt trận thứ 3 đáng chờ đợi khi nó còn chưa diễn ra và khi nó diễn ra, chúng ta chỉ còn biết tận hưởng. Tại bảng A, Ecuador và Senegal có cuộc đối đầu trực tiếp nhằm tranh giành suất cuối cùng lọt vào vòng knock out. Trận đấu diễn ra khá cân bằng cho tới phút thứ 43 khi Senegal vượt lên dẫn trước nhờ công của Ismaïl Assar. Cho dù Ecuador đã có bàn gỡ của Caicedo, nhưng Koulibaly đã tiễn đại diện của Nam Mỹ về nước với cú ra chân cực nhanh trong vòng cấm. Trong khi đó, chủ nhà Qatar kết thúc kỳ World Cup của mình mà không thể giành được điểm số nào khi để thua 0-2 trước Hà Lan. Gakpo trở thành cầu thủ Hà Lan đầu tiên ghi bàn ở 3 trận đấu vòng bảng World Cup liên tiếp, trong khi Frankie De Jong ấn định tỷ số ở phút 49. Bảng B chứng kiến cuộc gặp mặt của hai nước láng giềng là Wales và Anh ở loạt trận cuối cùng. Tam sư đã hoàn toàn lấn lướt trước đối thủ với hai bàn thắng cực kỳ đẹp mắt của Mark Rashford. Pha lập công thứ hai của Anh cũng đánh dấu bàn thắng thứ 100 của đội tuyển Anh tại các kỳ World Cup. Tỷ số 3-0 được ấn định với pha lập công của Phil Foden. Ở trận đấu còn lại, Mỹ và Iran gặp nhau trong trận cầu quyết định tấm vé đi tiếp còn lại. Pulisic đã ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu này để đưa đội tuyển xứ sở cờ hòa lọt vào vòng 16 đội. Ở bảng C, Messi và Lewandowski có lần đầu tiên gặp nhau ở một vòng chung kết World Cup. Tuy nhiên, hai bàn thắng của Argentina ở hiệp 2 lại gọi tên Alexis Mac-Allister và Julian Alvarez. Trong khi Lewandowski và các đồng đội hoàn toàn bất lực trước hàng thủ Argentina, để thua trong trận cầu quan trọng này, Ba Lan sẽ phải nín thở chờ đợi kết quả trận đấu còn lại giữa Ả Rập Xê Út và Mexico. Ả Rập Xê Út cần một chiến thắng để đi tiếp, trong khi Mexico không những phải giành được 3 điểm mà còn phải thắng với tỷ số đậm. Tuy nhiên, những nỗ lực của cả hai đội chỉ khiến trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về Mexico và cả hai đành ngậm ngùi xách vali về nước. Bảng D chứng kiến Úc và Đan Mạch đối đầu trong trận cầu sinh tử khi chỉ có một đội có thể giành tấm vé đi tiếp. Cả hai đã đem đến một trận cầu đầy căng thẳng và kết quả chỉ được ấn định bởi bàn thắng duy nhất đến từ Matteo Lecky ở phút 60, đưa đại diện của châu Á xuất sắc lọt vào vòng 16 đội. Trong khi đó, Tunisia buộc phải thắng với tỷ số đậm trước người Pháp
nếu như còn muốn mơ mộng tới vòng đấu vào. Dù cho đại diện châu Phi đã làm nên kỳ tích khi đánh bại đương kim vô địch thế giới, nhưng tỷ số 1-0 là không đủ để họ ở lại với đất Qatar. Bảng E rõ ràng là bảng đấu hấp dẫn nhất tại World Cup khi cơ hội đi tiếp được chia đều cho cả 4 đội. Hai đại diện mạnh nhất bảng đấu là Đức và Tây Ban Nha đều có nguy cơ sẽ bị loại, trong khi Nhật Bản và Costa Rica hoàn toàn có thể làm nên bất ngờ bảng tử thần này. Đội tuyển Đức vươn lên ngay ở phút thứ 9 với bàn thắng của Sepp Gnabry trước Costa Rica và 2 phút sau Alvaro Morata mở tỷ số cho Tây Ban Nha trước Nhật Bản. Hai đại diện của châu Âu bước vào giờ nghỉ với lợi thế nhất định trong tay. Thế nhưng mọi chuyện đã đảo chiều hoàn toàn trong hiệp 2. Nhật Bản bất ngờ quân bình tỷ số ngay phút 48 với bàn thắng của Ritsu Doan. Và chỉ 5 phút sau, bàn thắng của Tanaka đưa đại diện châu Á vươn lên dẫn trước. Khi dường như bóng đã đi ra ngoài ở tình huống cứu bóng của Mitoma, nhưng khoảng cách chỉ vài mm của vạch vôi với trái bóng đã thắp sáng nên hy vọng cho người Nhật. Trong khi đó, mọi chuyện đang dần trở nên tồi tệ với người Đức khi Costa Rica gỡ hòa bởi công của Tejeda, sau đó vươn lên dẫn trước với bàn thắng của Juan Vargas. Lúc này, Diego Mastrap mới bừng tỉnh và vùng lên tấn công, tuy nhiên cú đúp của Harvard và pha lập công của Fulcrook là không đủ để họ đi tiếp. Hai tấm vé vào vòng knockout được dành cho Nhật Bản ở vị trí đầu bảng và Tây Ban Nha với hiệu số bàn thắng vượt trội so với Đức. Tại bảng F, cuộc đại chiến giữa Bỉ và Croatia được rất nhiều người mong chờ. Đội tuyển Bỉ rất cần một chiến thắng để đi tiếp, còn Croatia chỉ cần hòa. Và Luka Modric cùng các đồng đội đã làm được điều tối thiểu này khi cầm hòa không đều trước đối thủ cùng châu lục, tiễn đưa đoàn quân thế hệ vàng của Roberto Martinez về nước. Trong khi đó, Maroc cũng cần có ít nhất một điểm nếu muốn tiếp tục viết nên câu chuyện cổ tích của mình. Trước đối thủ yếu nhất bảng đấu, đội bóng đến từ châu Phi đã làm được nhiều hơn thế với chiến thắng 2-1 và kết thúc vòng bảng với vị trí dẫn đầu. Bảng G chứng kiến bất ngờ lớn khi Brazil để thất thủ với tỷ số tối thiểu trước Cameroon ở lượt trận cuối cùng. Vincent Aboubakar là người lập công duy nhất để đem về chiến thắng lịch sử dành cho đại diện châu Phi, khiến cho tấm thẻ vàng thứ hai vì cởi áo ăn mừng của anh không còn quá quan trọng nữa. Trận cầu hấp dẫn nhất bảng đấu là cú đối đầu trực tiếp giữa Thụy Sĩ và Serbia. Cú sút đập cột của Jivkovic đã được Sakiri tận dụng để đưa Thụy Sĩ vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên, hai bàn thắng của Mitrovic và Vlahovic đưa đại diện châu Âu giành lại lợi thế. Dù vậy, Embolo và Raymond Forlì đã lập công để ấn định tấm vé đi tiếp cho xứ sở đồng hồ, tiễn Cameroon và Serbia về nước. Bảng H cũng chứng kiến cơ hội đi tiếp được chia đều cho cả 4 đội bóng trước khi loạt trận thứ 3 diễn ra. Uruguay đối đầu với Ghana trong trận cầu gợi nhớ về bán kết World Cup 2010, còn Bồ Đào Nhà tiếp đón đối thủ từ châu Á là Hàn Quốc. Ricardo Horta được người Bồ dẫn trước ngay phút thứ 6, còn ở trận đấu cùng giờ, Ghana được hưởng quả penalty ở phút thứ 20. Như một trò đùa của số phận, Andrea Yu thêm một lần nữa sút hỏng pha đền trước người Uruguay, để rồi chỉ 6 phút sau, De Arrascaeta đưa Uruguay vươn lên. Gần như ngay lập tức, Kim Jong-un gỡ hòa cho Hàn Quốc trước Bồ Đào Nhà. Phút thứ 32, Uruguay nới rộng cách biệt khi lại là De Arrascaeta lập công. Ở thời điểm này, đại diện từ Nam Mỹ đang chiếm ưu thế lớn cho một tấm vé đi tiếp, còn Hàn Quốc buộc phải thắng nếu như không muốn về nước sớm. Thế nhưng kịch bản điên rồ ấy đã xảy ra. Phút 90+1, Hoàng Hee-chan có pha lập công quý như vàng để đưa người Hàn vươn lên dẫn trước 2-1. Lúc này, các thủ Uruguay đã nhận được tin dữ, họ cần phải ghi một bàn thắng nữa. Nhưng những nỗ lực của Cavani và các đồng đội đã không thể xoay chuyển tình hình. Và Uruguay đành cay đắng xách vali về nước, trong khi Hàn Quốc trở thành đại diện thứ 3 của châu Á, lọt vào vòng 16 đội, một kỳ tích với bóng đá châu Á. Vòng bảng của World Cup 2022 khép lại với rất nhiều bất ngờ đến từ những ngựa ô như Maroc, Nhật Bản hay Hàn Quốc. Đây cũng là lần đầu tiên chứng kiến cả 5 châu lục có đại diện góp mặt tại vòng 1/8 và hứa hẹn một vòng knockout đầy khó lường cho tất cả 16 đội bóng. Rõ ràng đó là vòng bảng hay nhất lịch sử mà chúng ta từng được chứng kiến với hàng đống drama và những khoảnh khắc đầy cảm xúc. Tuy nhiên, phía sau vẫn còn là một hành trình dài khác, 16 đội bóng sẽ tiếp tục đi tiếp để tìm kiếm những vinh quang lớn nhất và hãy cùng xem họ đã tạo nên điều gì ở vòng loại tuyệt hay của World Cup 2022. Hầu hết các cặp đấu ở vòng 1/8 đều là hai cái tên chênh lệch thực lực, một mạnh và một yếu hơn rõ rệt. Sự sắp xếp này tạo ra cho người ta nhiều kỳ vọng về một vòng tứ kết hấp dẫn nhất từ trước đến nay khi 8 ông lớn gặp nhau. Nhưng để nó thành hiện thực thì bắt buộc những ông lớn phải thể hiện được sự vượt trội của họ. Liệu họ có làm được hay không nhỉ? Vượt qua vòng bảng ở vị trí dẫn đầu, nhưng giới truyền thông lẫn người hâm mộ vẫn còn đó những hoài nghi với đoàn quân của Luis Van Gaal. Trong khi đó, đội tuyển Mỹ lại tạo nên được những dấu ấn nhất định ở bảng B với ngôi nhì bảng khi cầm hòa được xứ Wales và ứng viên nặng ký là Anh, cũng như chiến thắng quan trọng trước Iran ở loạt trận cuối. Chính vì vậy, trận đấu này là một thử thách rất lớn dành cho đội bóng đến từ châu Âu khi phải đối mặt với đoàn quân xứ cờ hoa đầy trẻ trung và nhiệt huyết.
ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu. Mỹ đã chủ động đẩy cao đội hình với các tình huống hãm thành nguy hiểm, đặc biệt là pha dứt điểm trong tư thế 1-1 của Pulisic với thủ thành Rupe ngay ở phút thứ 3. Tuy nhiên, bản lĩnh của một đội bóng lớn đã giúp cho Hà Lan chống đỡ được sức ép của đối thủ. Họ sẵn sàng nhường thế trận cho Mỹ và trông chờ vào các cơ hội từ các pha phản công. Để rồi sự non nớt với kinh nghiệm trận mạc của đội tuyển Mỹ đã khiến họ phải nhận những bàn thua với kịch bản giống hệt nhau. 20 đường truyền liên tiếp, kỷ lục với số đường truyền tạo nên bàn thắng, đã giúp Hà Lan phá vỡ thế bê giáp của đối phương, từ đó giúp cho Dumfries thoải mái căng ngang cho Memphis Depay mở tỷ số. Bàn thắng thứ hai diễn ra gần như tương tự, khi lại là Dumfries thoải mái hành lang đáy biên trả ngược lại cho Daley Blind lập công. Rồi mãi đến phút thứ 75, Mỹ mới rút ngắn tỷ số sau pha làm bàn trong tư thế rất khó của Harry Wright. Những tưởng bàn thắng này sẽ thắp lên hy vọng cho đoàn quân huấn luyện viên Greg Berhalter, nhưng Dumfries đã ấn định ngày thi đấu chói sáng của mình với pha đệm bóng thoải mái phút 81. Sau trận, huấn luyện viên Luis Van Gaal đã phát biểu: "Tôi đã luôn nói rằng chúng tôi có thể trở thành những nhà vô địch thế giới. Tôi đang nói về việc xây dựng lối chơi tập thể và tôi hài lòng với những cầu thủ cùng màn trình diễn của họ. Mơ về chức vô địch lúc này có lẽ là vẫn còn quá sớm, nhưng sự thật là sức trẻ, tinh thần của cầu thủ như Cody Gakpo, Frankie De Jong hay sự kinh nghiệm của những Depay, Dumfries, Blind đã tạo nên một đội tuyển Hà Lan đồng đều, cũng như đánh bay những định kiến và nghi ngờ của người hâm mộ về đội tuyển này." Gây sốc khi để thua đối thủ nhẹ ký là Ả Rập Xê Út ngay ở trận mở màn, nhưng Argentina đã biết cách thể hiện bản lĩnh của một ứng cử viên vô địch khi giành hai chiến thắng cùng với tỷ số 2-0 trước Ba Lan và Mexico để xuất sắc giành ngôi đầu bảng. Trong khi đó, Australia cũng xuất sắc vươn lên từ sau trận thua đậm trước Pháp để giành hai chiến thắng đầy quan trọng trước Tunisia và Đan Mạch để cán đích ở vị trí nhì bảng D. Trận đấu này là cột mốc cực kỳ đặc biệt với Lionel Messi khi nó đánh dấu trận đấu thứ 1.000 trong sự nghiệp của anh. Messi chưa từng ghi bàn ở vòng knockout của World Cup và có lẽ anh rất muốn phá bỏ cái dớp đó ngay ở trận cầu đặc biệt này. Argentina tràn lên ngay từ những phút đầu, nhưng người Úc không để cho họ bị xuyên thủng mảnh lưới dễ dàng đến như vậy. Messi bị chăm sóc rất đặc biệt khi luôn có từ 2 đến 3 cầu thủ áo vàng vây quanh. Thậm chí Australia còn tạo ra được một số cơ hội phản công nguy hiểm khi Argentina không thể duy trì được sức ép liên tục. Trong một thế trận đầy khó khăn, người ta trông chờ vào ma thuật của cái chân trái đến từ Lionel Messi, và cái chân trái ấy lại làm nên điều kỳ diệu với cú đặt lòng chìm đầy hiểm hóc vào góc xa khung thành, đưa Albiceleste phá vỡ thế bê tắc. Khi những đôi chân đã được cởi bỏ áp lực, bàn thắng thứ hai đến với Argentina là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Sai lầm chết người của thủ thành Matt Ryan sau khi đón pha truyền về của đồng đội đã giúp cho Julian Alvarez dễ dàng nhân đôi cách biệt cho đội bóng trắng xanh. Lúc này người Úc chẳng còn gì để mất, họ dồn quân lên phần sân của Argentina nhằm tìm kiếm cơ hội dù là nhỏ nhoi nhất. Phút thứ 75, pha dứt điểm đập người Angel Fernandez của Craig Godwin bay vào lưới khiến Emiliano Martinez chôn chân. Bàn thắng này thắp lên niềm hy vọng cho Socrates, còn cổ động viên của Argentina giờ phải sống trong thấp thỏm lo sợ. Behic sau đó solo qua một dừng chân rồi tung cú dứt điểm, nhưng cái chân của Lisandro Martinez đã cản phá đúng lúc giúp Albiceleste thoát hiểm trong gang tấc. Argentina dường như bừng tỉnh sau tình huống đó, họ dồn lên nhằm tìm bàn thắng để dập đi sự hưng phấn của đối phương. Những pha bỏ lỡ khó tin của Lautaro Martinez khiến cổ động viên đội nhà ôm đầu đầy lo lắng, và kể cả Messi cũng chỉ có thể đưa trái bóng đi chạy không thành. Dù vậy, chẳng có phép màu châu Á nào xảy ra nữa và trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về đại diện từ Nam Mỹ. Sau trận đấu, thủ thành Emiliano Martinez đã phát biểu rằng: "Leo Messi chiếm 99,9% sức mạnh của đội và chúng tôi là 0,1% còn lại giúp đỡ anh ấy khi mọi chuyện không đi theo ý muốn." Tất nhiên, có lẽ thủ thành này đã phóng đại phần nào. Nhưng thực sự trong kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của mình, những màn trình diễn xuất sắc của Messi ở vòng bảng và đặc biệt là trận đấu này là minh chứng rất rõ ràng cho việc anh đang là ngôi sao sáng nhất của Albiceleste, cũng như là một thủ lĩnh đích thực để dẫn dắt đoàn quân của huấn luyện viên Scaloni tiến từng bước vững chắc trong chặng đường chinh phục chiếc cúp vàng. Đứng đầu trong một bảng đấu đầy các đối thủ xương sầu như Đức hay Tây Ban Nha, Nhật Bản đã viết nên câu chuyện cổ tích đầy kỳ diệu ở World Cup 2022, và có lẽ không một người hâm mộ nào mong muốn câu chuyện ấy chấm dứt. Dù cho đoàn quân Samurai sẽ phải đối đầu với một Croatia đầy kinh nghiệm và đang là đương kim Á quân thế giới, bản lĩnh của đội bóng Đông Âu cũng đã được thể hiện rất rõ ở những chiến thắng đầy quan trọng trước Canada hay trận hòa với đối thủ trực tiếp là Bỉ ở bảng F. Và khi chứng kiến một bất ngờ khác là Maroc dẫn đầu bảng đấu của mình, có lẽ Luka Modric và các đồng đội của mình biết cần phải làm gì trước những hiện tượng của giải đấu. Ngay từ sau tiếng còi khai của Croatia đã để Nhật Bản áp đảo với các tình huống đánh biên đầy bất ngờ của Ito hay là Rizudoan. Tất nhiên, Croatia cũng đáp trả với những cơ hội dành cho Perisic hay là Kramaric. Nhưng như vậy là chưa đủ. Để rồi ngay trước giờ nghỉ của hiệp 1,
Quả treo bóng đầy cảm giác của Đoàn tìm đến cái chân của Yoshida. Bóng bật ra và Maeda nhanh chân đệm bóng để đưa Nhật Bản vươn lên dẫn trước. Giấc mơ của người Nhật, của người châu Á dù là một giấc mơ điên rồ vẫn đang trở nên thực tế hơn bao giờ hết. Thế nhưng hãy nhớ rằng Croatia là đội bóng cực kỳ lì lợm, họ sẽ không dễ dàng bị đánh gục như vậy. Hiệp 2 bắt đầu và giờ đến lượt Croatia sử dụng bài đánh biên từ các pha tạt bóng hay ném biên. Để rồi từ quả treo bóng của Lovren, pha đánh đầu với lực ngang với một cú dứt điểm của Perisic đã quân bình tỷ số cho Croatia. Ai cũng nghĩ sau bàn gỡ hòa, trận đấu sẽ trở nên hấp dẫn hơn. Nhưng thực tế thì lại ngược lại khi cả hai đội chơi thận trọng, toàn tính để tránh thủng lưới thêm. Để rồi World Cup 2022 chứng kiến trận đấu đầu tiên có hiệp phụ. 30 phút trôi qua và diễn biến vẫn không có gì thay đổi, khiến Croatia và Nhật Bản bước vào loạt luân lưu đầy may rủi. Tại đây bản lĩnh và tâm lý vững vàng của Croatia một lần nữa được thể hiện. Trong khi những Minamino, Mitoma không thể chiến thắng được Livakovic, thì Vlasic và Brozovic đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ dứt điểm từ chấm 11m. Cú sút trượt của Livaja tưởng như sẽ thắp nên niềm hy vọng cho Nhật Bản, nhưng Yoshida lại quá vội vàng trong cú sút sau đó, để rồi câu chuyện cổ tích của người Nhật kết thúc tại vòng 1/8. Giấc mơ kỳ tích của Nhật Bản, của người châu Á tuy chấm dứt một cách đầy nghiệt ngã như vậy, nhưng tựu chung lại đội bóng xứ sở mặt trời mọc đã kết thúc một kỳ World Cup đầy ấn tượng, không chỉ bởi những kết quả trên sân mà còn bởi những hình ảnh đẹp của các cổ động viên hay chính các cầu thủ sau trận đấu. Nó cũng thắp lên niềm hy vọng cho đội tuyển ở châu Á về việc có thể viết tiếp những câu chuyện thần tiên như vậy ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đứng đầu bảng H với 6 điểm nhưng trận thua trước Hàn Quốc ở lượt cuối là hồi chuông cảnh tỉnh với đoàn quân của Fernando Santos. Họ không được phép chủ quan trước đối thủ cửa dưới, nhất là một nơi không có chỗ cho sự sai lầm như vòng đấu vào. Trong khi đó, Thụy Sĩ đã xuất sắc vượt qua bảng G ở vị trí nhì bảng sau chiến thắng đầy cảm xúc trước Serbia và trong một kỳ World Cup đầy những bất ngờ. Rõ ràng Shaqiri và các đồng đội hoàn toàn có quyền mơ mộng. Bước vào trận đấu này, huấn luyện viên Fernando Santos đã gây bất ngờ khi cất siêu sao Cristiano Ronaldo trên băng ghế dự bị, nhường vị trí cho một tài năng trẻ là Gonçalo Ramos. Phong độ không ấn tượng ở vòng bảng và giọt nước tràn ly là những phản ứng trong trận gặp Hàn Quốc, có vẻ là nguyên nhân khiến cho CR7 phải theo dõi trận đấu phía ngoài đường biên. Thụy Sĩ áp đảo trong 15 phút đầu trận đấu, nhưng khi họ còn chưa kịp làm gì đủ nguy hiểm thì người bồ đã trừng phạt họ. Người thay thế Ronaldo là Gonçalo Ramos đã khiến khán giả phải nhớ tên mình bằng một cú sút cực kỳ quyết đoán và góc gần, mở tỷ số trận đấu và khiến cho thủ thành Jan Sommer phải bàng hoàng. Thế nhưng có lẽ chẳng ai ngờ rằng đây mới chỉ là khởi đầu cho màn hủy diệt của Seleção châu Âu. Khi Thụy Sĩ còn đang loay hoay tìm bàn gỡ, Pepe bất ngờ nhân đôi cách biệt cho Bồ Đào Nha với pha bật cao đánh đầu dũng mãnh. Có vẻ như sẽ chẳng có bất ngờ nào xảy ra nữa khi cho tới giờ nghỉ giữa hai hiệp, người bồ vẫn áp đảo với hai bàn trong tay, còn Thụy Sĩ chẳng thể làm gì trước hàng thủ chơi tập trung của đối thủ. Hiệp 2 bắt đầu với kịch bản y như hiệp 1, Thụy Sĩ dồn lên để rồi bị đánh gục nhanh chóng, lại là chàng trai trẻ Ramos với pha sâu kim thủ thành Sommer để giúp Bồ Đào Nha có bàn thắng thứ 3. Tấm vé đi tiếp có lẽ đã nằm chắc trong tay người bồ, nhưng họ không muốn dừng lại. Lại một pha lên bóng đầy tốc độ, ít chạm kết thúc với cú sút tung nóc lưới của Guerrero nâng cách biệt lên 4 bàn. Bầu không khí chỉ trùng xuống đôi chút sau bàn gỡ của Akanji. Thế nhưng bàn thắng đó chả thực sự quan trọng nữa khi mọi tâm điểm của trận đấu này dồn cả vào Gonçalo Ramos. Anh hoàn tất cú hat-trick với pha dứt điểm nhẹ nhàng nâng tỷ số lên 5-1. Ronaldo cuối cùng cũng vào sân, anh đã đưa được bóng vào lưới nhưng lại làm điều đó trong tư thế việt vị. Để rồi CR7 chẳng thể làm gì hơn trước một Thụy Sĩ đã đầu hàng. Rafael Leao ấn định set tennis dành cho người bồ với bàn thắng thứ 6 vô cùng kỹ thuật. Đương nhiên rồi, sau trận đấu các mặt báo, các phương tiện truyền thông chỉ liên tục nhắc tới hai cái tên là Gonçalo Ramos và Cristiano Ronaldo. Cứ mỗi khi Ramos lập công, camera lại hướng về Ronaldo. Người ta bắt đầu so sánh màn trình diễn của chàng trai trẻ kia ấn tượng ra sao với sự thất vọng trong phong độ của ông lão 37 tuổi kia thế nào. Người ta đồn Ronaldo có mâu thuẫn với huấn luyện viên Fernando Santos. Thậm chí, họ còn chỉ trích Ronaldo đã bỏ về trong khi đồng đội còn ăn mừng. Tất nhiên đó chỉ là cắt ghép mà thôi. Để rồi khi trận đấu khép lại, câu hỏi lớn nhất lại được tất cả mọi người đặt ra. Liệu Ronaldo có còn quan trọng với đội tuyển Bồ Đào Nha? Pháp và Ba Lan đến với vòng 1/8 theo những cách rất trái ngược. Pháp bước qua vòng bảng nhẹ nhàng với hai chiến thắng thuyết phục trước Australia và Đan Mạch nhờ sự tỏa sáng của Giroud cùng Mbappe. Ở lượt đấu cuối, huấn luyện viên Deschamps toan tính giữ sức các trụ cột nên thất bại trước Tunisia không ảnh hưởng quá nhiều đến tinh thần toàn đội. Trong khi đó, Ba Lan phải đổ mồ hôi, sôi tâm trí đến những giây cuối cùng. Có thời điểm đại bàng trắng đi tiếp chỉ nhờ lợi thế điểm fair play khi nhận ít thẻ hơn Mexico. Dù vào vòng trong nhưng 3 trận vòng 3 là 3 màn trình diễn thất vọng của Ba Lan. Ngay cả cổ động viên lạc quan nhất cũng khó tin vào một chiến thắng cho đại bàng trắng. Do vậy khán giả vẫn mong đợi một màn đôi công hấp dẫn giữa hai tiền đạo hàng đầu thế giới, Mbappe và Lewandowski. Và sau,
hơn 90 phút trên sân Antumana. Ánh đèn sân khấu thuộc về tiền đạo người Pháp, cú đúp siêu phẩm và một đường chuyền dọn cỗ cho Giroud giúp số 10 của Pháp có được 9 bàn tại các kỳ World Cup. Và Mbappe làm được điều này khi chưa tròn 24 tuổi. Chưa một cầu thủ nào trẻ hơn tiền đạo sinh năm 98 chạm đến cột mốc này trong lịch sử của giải đấu. Màn trình diễn của Mbappe khiến bàn thắng trên chấm penalty của Levy ở cuối trận chẳng còn mấy được ai nhớ đến. Dù đã ghi bàn ở các trận vòng bảng, nhưng màn trình diễn của Mbappe tại vòng 1/8 đã khiến cả giới thúc cầu một lần nữa phải trầm trồ trước đẳng cấp của anh. Huấn luyện viên tuyển Ba Lan sau trận đã phải thốt lên: không có công thức nào có thể ngăn cản Mbappe ở phong độ mà cậu ấy đang có hiện tại. Cậu ấy là một ngôi sao thực sự. Hiện tại chúng ta có Messi, Ronaldo và Lewandowski, nhưng ai đó sẽ kế thừa họ và tôi nghĩ rằng Mbappe sẽ là cầu thủ đó trong những năm tới. Tam sư không mất quá nhiều sức để có tấm vé vào vòng knockout. Tuy vậy, thầy trò huấn luyện viên Gareth Southgate không gặp đối thủ nặng ký nào vòng bảng. Vì vậy, chạm trán nhà vô địch châu Phi Senegal được xem là liều thuốc thử thật sự cho tham vọng của đội tuyển Anh tại World Cup 2022. Tinh thần và khát vọng chiến thắng vẫn là điểm mạnh nhất trong lối đá của Senegal. Với tinh thần thi đấu kiên cường của những chú sư tử Teranga, tam sư được dự báo sẽ có một trận đấu vô cùng chảy chặt. Thế nhưng kết cục trận đấu an bài cuối hiệp 1, khi móng vuốt của sư tử Anh tỏ ra hiệu quả và đáng sợ hơn so với những chú sư tử Teranga, nhất là khi huấn luyện viên Southgate có một Bellingham đẳng cấp ở tuổi 19. Màn trình diễn của Bellingham hôm ấy khiến xứ sở sương mù phải tự hào. Tờ Independent đã dần dòng tít: tương lai là đây, Bellingham khiến World Cup trở nên thật dễ dàng. Mở màn bằng một pha lên bóng từ cánh trái, ngôi sao của Dortmund kiến tạo cho Henderson dứt điểm nhẹ nhàng ở tỷ số. Và trước khi hiệp một khép lại, Bellingham một lần nữa tạo dấu ấn với pha bứt tốc ấn tượng từ giữa sân trước khi chuyển sang cho Phil Foden, cầu thủ Man City kiến tạo để Kane dứt điểm quyết đoán nhân đôi cách biệt cho tam sư. Trước sự phản kháng yếu ớt của Senegal, tuyển Anh đút túi thêm một bàn nữa nhờ công của Bukayo Saka sau pha kiến tạo từ Phil Foden. Đè bẹp Senegal 3 bàn không gỡ, tam sư gửi lời thách thức đến tuyển Pháp tại tứ kết. Đến thời điểm hiện tại, chắc chắn vẫn chưa fan bóng đá nào thôi ấn tượng câu chuyện cổ tích của đội tuyển Maroc. Và tất cả bắt đầu vào 1/8, nơi họ đụng độ nhà vô địch 2010 Tây Ban Nha. Đội bóng Bắc Phi vốn đã gây bất ngờ khi đứng đầu bảng F với thành tích không để lọt lưới bàn nào. Dẫu vậy, trước một ứng viên vô địch như La Roja, không quá nhiều người tin vào điều thần kỳ. Nhưng bóng đá luôn ẩn chứa những điều bất ngờ không lường trước. Tây Ban Nha giành quyền kiểm soát lên đến 77%, cùng 1019 đường truyền và 13 cú sút, những chỉ số gấp đôi, gấp ba Maroc. Nhưng đoàn quân huấn luyện viên Enrique không một lần thành công đưa được bóng vào lưới của thủ thành Bruno. Trong khi đó, Maroc có vài cơ hội nguy hiểm từ những pha phản công nhưng không tận dụng được. Bất phân thắng bại ở cả hai hiệp chính lẫn 30 phút hiệp phụ, hai đội bước lên loạt đấu luân lưu để phân định thắng thua. Tại đây thật bất ngờ khi không một cầu thủ nào phía Tây Ban Nha, từ Sarabia, Carlos Soler và Sergio Busquets, chiến thắng được thủ thành Bruno của Maroc. Trong khi đó, những chú sư tử Atlas thì ngược lại, Maroc chỉ hỏng một quả khi Babeno không thắng thủ môn Unai Simon lần thứ 3. Lần đầu tiên trong lịch sử Maroc tiến đến tứ kết của một kỳ World Cup, đồng thời sánh ngang cùng Senegal, Ghana và Cameroon để trở thành đội tuyển châu Phi tiếp theo có mặt tại vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất. Chiến thắng của Maroc đã làm tan tành kế hoạch của một siêu tứ kết mà người ta mơ tưởng. Nhưng dẫu sao, 7 trên 8 ông lớn cũng đã xuất hiện tại đây. Cặp đấu đầu duyên nợ như Argentina, Hà Lan hay cặp đại chiến giữa Anh và Pháp thực sự sẽ là những gì người ta vẫn chờ đợi từ đầu World Cup tới giờ. Nhưng dù Brazil và Bồ Đào Nha có gặp những đối thủ yếu hơn, họ vẫn cần phải cẩn thận bởi chẳng biết được điều gì có thể đến khi đã đến tứ kết đâu. Trận đấu đầu tiên trong loạt trận tứ kết của FIFA World Cup 2022 là cuộc chạm trán giữa đội tuyển Brazil và Croatia. Những tưởng các vũ công Samba sẽ có một trận đấu dễ dàng và giành quyền góp mặt ở bán kết thì họ lại bất ngờ để thua trên chấm luân lưu định mệnh. Neymar là người khai thông thế bê tắc cho Senegal ở phút 105+1 sau một pha phối hợp và nỗ lực đi bóng vô cùng đẳng cấp. Những tưởng chiến thắng đã nằm gọn trong tay đại diện Nam Mỹ thì bất ngờ xảy ra ở phút 117. Croatia tìm được bàn gỡ sau cú dứt điểm của Petkovic. Hòa nhau trong 120 phút thi đấu trên sân, cả hai đội bước vào loạt sút luân lưu đầy may rủi. Để rồi Croatia đã cho Brazil thấy tại sao sút phạt đền là sở trường của đội bóng này. Livakovic vẫn tỏ ra xuất sắc trên chấm 11m và đã cản phá thành công cú sút của Rodrigo ở ngay lượt sút đầu tiên. Để rồi sau đó, pha dứt điểm trúng cột dọc của Marquinhos chấm dứt giấc mơ giành cúp vàng của huấn luyện viên Tite và các học trò. Trên sân, khi mà các cầu thủ Croatia lao đến thủ thành Livakovic để ăn mừng chiến thắng, thì ở phía đối diện, Neymar không giấu được cảm xúc của mình và bật khóc một cách nghẹn ngào. Một lần nữa, tiền đạo của câu lạc bộ Paris Saint-Germain lỡ hẹn với ngôi vương của bóng đá thế giới. Ngay sau trận thua ấy, huấn luyện viên Tite đã lập tức rời khỏi vị trí huấn luyện viên trưởng của đội tuyển nước này. Ông nói: một thất bại đau đớn, nhưng với cá nhân tôi, mọi thứ dừng lại tại đây.
tôi đã đưa ra quyết định thôi làm huấn luyện viên của Brazil từ một năm rưỡi trước và tôi là người biết giữ lời. Tôi không phải là người đưa đội tuyển tới vinh quang và sau đó làm mình làm mẩy để được ở lại. Brazil thất bại trên chấm phạt đền nhưng người hàng xóm của họ thì không. Argentina dưới sự dẫn dắt của Scaloni với đầu tàu là Lionel Messi đã giành chiến thắng trước Hà Lan với một kịch bản đầy nghẹt thở và vô cùng khó tin. La Albiceleste thuận lợi có cho mình hai bàn thắng dẫn trước do công của Molina và Messi. Đội tuyển Hà Lan trong trận đấu ngày hôm ấy gần như không tạo ra được một cơ hội đáng kể nào và thi đấu hoàn toàn bế tắc. Nhưng bước ngoặt đến với cơn lốc màu da cam, huấn luyện viên Luis Van Gaal quyết định đưa Gus Weghorst vào sân để rồi tiền đạo sinh năm 1992 ngay lập tức tạo ra sự khác biệt với bàn thắng rút ngắn tỷ số ở phút thứ 83. Và đến những giây cuối cùng của trận đấu, Weghorst hoàn tất cú đúp của mình sau một tình huống dàn xếp đá phạt quá hay của đội bóng áo cam. Thế trận bỗng dưng đổi ngược 360 độ khi Hà Lan bây giờ với tinh thần lên cao liên tục dồn ép Argentina vào thế khó, còn đại diện của Nam Mỹ phải oằn mình chống đỡ những đợt tấn công của đối thủ, trong khi đáng ra họ đã có thể giải quyết trận đấu nhẹ nhàng hơn rất nhiều nếu không thi đấu mất tập trung trong những tình huống quyết định. May cho Argentina, vẫn còn đó một Emiliano Martinez quá hay trong những loạt sút luân lưu. Thủ thành thuộc biên chế câu lạc bộ Aston Villa liên tiếp cản phá hai cú sút đầu tiên của Hà Lan và trở thành người hùng giúp La Albiceleste giành chiến thắng chung cuộc. Trận đấu giữa Hà Lan và Argentina không chỉ khiến người hâm mộ ấn tượng bởi kịch bản điên rồ, mà các cổ động viên còn được chứng kiến trọng tài chính Matteo Laos rút đến 19 tấm thẻ vàng, qua đó lập kỷ lục về số thẻ phạt được rút ra nhiều nhất trong các trận đấu quốc tế thuộc FIFA quản lý. Ngoài ra, phản ứng của Lionel Messi ngay sau trận đấu cũng gây ra rất nhiều sự chú ý. Thủ quân của Argentina tiến đến khu kỹ thuật của Hà Lan. Anh vừa chỉ tay vừa nói với Van Gaal rằng trước trận ông đã nói quá nhiều điều không hay trên truyền thông về Argentina. Trong phỏng vấn sau trận với TYG Sport, bắt gặp cái nhìn từ tiền đạo Weghorst, Messi nói: "Nhìn cái gì thế, thằng đần?" Phóng viên đài này ngay lập tức ngăn siêu sao 35 tuổi và đưa anh quay trở lại cuộc phỏng vấn. Đội tuyển Maroc bị đánh giá thấp nhất trong tất cả các đội góp mặt tại vòng tứ kết, nhưng đại diện ở châu Phi đã tiếp tục viết nên câu chuyện cổ tích của mình khi đánh bại một đại diện rất mạnh từ châu Âu, đội tuyển Bồ Đào Nha. Với những ngôi sao hàng đầu thế giới trong đội hình, Bồ Đào Nha dễ dàng giành quyền kiểm soát bóng trong phần lớn thời gian thi đấu nhưng lại tỏ ra bế tắc trước hàng phòng ngự được tổ chức cực kỳ khoa học của Maroc. Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, đoàn quân huấn luyện viên Fernando Santos phải trả giá ở phút thứ 41 xuất phát từ tình huống tạt bóng cột xa của Ala bên phía cánh trái. Tiền đạo Joseph Enesiri đã bật cao hơn cả để đánh đầu tung lưới thủ môn Diego Costa mở tỷ số cho đội bóng tới từ lục địa đen. Trong ngày mà Ronaldo phải ngồi trên ghế dự bị, hàng công của Bồ Đào Nha chơi vô cùng thiếu cảm giác. Huấn luyện viên Fernando Santos đã phải đưa thủ quân đội tuyển Bồ Đào Nha vào sân ở phút thứ 52. Nhưng gần như cựu tiền đạo của Man United không thể tạo được cơ hội nguy hiểm lên khung thành đối phương. Nỗ lực tấn công của Seleção châu Âu ở những phút cuối đã không thể giúp họ đạt được mong muốn. 90 phút kịch tính kết thúc với chiến thắng chung của 1-0 dành cho đại diện ở châu Phi. Và Maroc đã viết nên lịch sử khi họ chính là đội bóng châu Phi đầu tiên lọt vào bán kết của một kỳ World Cup. Đáng chú ý, sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Cristiano Ronaldo đã quá xúc động và đi thẳng vào đường hầm. CR7 đã không thể kìm được những giọt nước mắt khi đây gần như sẽ là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của anh. Hai đại diện của châu Âu đã cống hiến cho người hâm mộ một màn trình diễn đầy tính chuyên môn và phần thắng đã thuộc về đội bóng có bản lĩnh hơn, đội tuyển Pháp. Pháp không chơi hay hơn tuyển Anh trong cả trận. Nhà đương kim vô địch chỉ cầm bóng 43% và dứt điểm 8 lần so với 15 của đối thủ. Nhưng thầy trò Deschamps hơn tam sửa khả năng tận dụng cơ hội. Kylian Mbappe, Antoine Griezmann và Ousmane Dembele bị kèm chặt. Pháp vẫn ghi hai bàn từ những pha tỏa sáng cá nhân của Aurélien Tchouaméni và Olivier Giroud. Thủ thành Hugo Lloris trong ngày trở thành người khoác áo tuyển Pháp nhiều nhất với 143 lần cũng chơi cực hay với 6 pha cản phá. Pháp đi tiếp sau chiến thắng nghẹt thở, nhưng nhân vật chính lại là Harry Kane. Tiền đạo 29 tuổi cân bằng kỷ lục ghi nhiều bàn nhất cho tuyển Anh khi gỡ hòa từ quả penalty đầu hiệp 2. Nhưng cũng từ một quả phạt đền khác ở cuối trận, Kane đã bay tuyển Anh khỏi World Cup và nỗi ám ảnh trên chấm phạt đền vẫn tiếp tục đeo bám tam sư tại các giải đấu lớn. Sau cú sút hỏng ăn vô cùng quan trọng, tiền đạo đang chơi cho Tottenham chia sẻ: "Tôi cảm thấy tự tin khi bước lên chấm 11m nhưng đã không sút được theo cách mình muốn. Việc để lỡ quả penalty là điều tôi sẽ phải sống chung và chịu đựng. Với tư cách là đội trưởng đội tuyển Anh, tôi xin chịu trách nhiệm về thất bại này." Nước mắt đã rơi, nước mắt của những siêu sao như Ronaldo hay Neymar đã rơi xuống. Vòng tứ kết thực sự đã đem lại quá nhiều cảm xúc cho người hâm mộ và tất nhiên sự tiếc nuối là điều lớn nhất. Còn Argentina, người ta có vẻ cũng cảm nhận rằng họ rồi sẽ chẳng có nổi trận đấu nào không bất ổn như ở World Cup năm nay. Gặp Croatia thay vì Brazil có vẻ là đỡ căng thẳng hơn. Nhưng khi với người Pháp họ gần như đang nghĩ về chung kết khi chỉ phải đụng độ Maroc.
Những trận đấu của tứ kết chắc chắn đã đưa người hâm mộ đi qua muôn vàn những cung bậc cảm xúc khác nhau, từ bất ngờ hụt hẫng cho tới vỡ òa. World Cup 2022 càng đi tới những trận đấu cuối thì lại càng mang tới cho người hâm mộ nhiều hơn những kịch bản không thể lường trước được. Và tất nhiên vòng bán kết với 4 đội bóng mạnh nhất bao gồm Argentina, Pháp, Maroc và Croatia hứa hẹn cũng sẽ mang tới cho người hâm mộ những cuộc đối đầu căng thẳng cho tới phút cuối cùng. Trong trận bán kết đầu tiên giữa Argentina và Croatia, có lẽ những fan trung lập sẽ rất khó để có thể chọn ra đội tuyển họ cổ vũ. Có những người sẽ tin vào câu chuyện cổ tích, tin vào những điều kỳ diệu khi mong chờ Luka Modric cùng những người đồng đội có thể tạo nên bất ngờ trong kỳ World Cup cuối cùng của ngôi sao Real Madrid. Những phần còn lại cũng sẽ là những người mong chờ Lionel Messi có thể hoàn thiện trọn vẹn sự nghiệp vĩ đại của mình bằng chiếc cúp vàng khi lên ngôi ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Cuộc tranh tài giữa hai số 10 hay bậc nhất tại Qatar chắc chắn cũng là điều mà những tín đồ túc cầu giáo trên khắp thế giới mong chờ. Để rồi sau cùng chỉ có một người có được niềm hạnh phúc của chiến thắng, đó chính là Lionel Messi. Thêm một trận đấu mà El Puga đã trình diễn thứ bóng đá mê hoặc lòng người với một bàn thắng của một đường kiến tạo cho Julian Alvarez để giúp cho La Albiceleste tiến vào chung kết một cách thuyết phục. Với người hâm mộ, họ đang được chứng kiến một trong những phiên bản Messi hoàn thiện và nhiều cảm hứng nhất trong lịch sử. Nguồn cảm hứng đó len lỏi vào tinh thần của từng cầu thủ trên sân cũng như những người hâm mộ của đất nước Nam Mỹ trên khắp các khán đài. Nhưng bên cạnh đó, bất kỳ ai theo dõi trận bán kết ngày hôm đó có lẽ cũng đều muốn dành sự tôn trọng nhất định cho Luka Modric, người đã hai lần liên tiếp góp công lớn đưa Croatia đến với vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất. Trên khắp các khán đài của Qatar, những cổ động viên Argentina cũng đã không ngại dành những tràng pháo tay cho huyền thoại của Croatia khi mà hành trình của anh tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đang đi tới giai đoạn cuối cùng. Trong khi đó, trận bán kết còn lại, Maroc được kỳ vọng có thể trở thành bất ngờ lớn nhất giải đấu khi đối đầu với những nhà đương kim vô địch Pháp. Ở phía đối diện, Kylian Mbappe chứ không phải ai khác, chính là cái tên được kỳ vọng bậc nhất để giúp cho Le Bleu có lần thứ hai liên tiếp lên ngôi tại một kỳ World Cup. Để rồi, dù đã rất nỗ lực, những đại diện của châu Phi cũng đã chẳng thể tạo nên bất ngờ khi phải nhận hai bàn thua từ Theo Hernandez và Kolo Muani. Tấm vé thẳng tiến tới trận chung kết của Mbappe cùng đồng đội cũng sẽ là cơ hội không thể tốt hơn để tuyển Pháp làm nên lịch sử khi trở thành đội tuyển thứ 3 trong lịch sử bảo vệ thành công chức vô địch World Cup. Nhưng đó chắc chắn không phải nhiệm vụ dễ dàng khi mà chính những ngôi sao của Le Bleu cũng cảm nhận được sự nguy hiểm của Lionel Messi. Và tất cả những gì họ có thể làm là chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu cuối cùng. Bán kết đã diễn ra cực kỳ chóng vánh và một chiều có vẻ là muốn bù lại cho những gì xảy ra trước đó ở các vòng đấu trước. Nhưng cũng vì thế mà chúng ta cũng có trận chung kết trong mơ. Argentina và Pháp tái hiện lại những gì đã xảy ra hơn 4 năm về trước với hai cầu thủ biểu tượng của hai thế hệ Messi và Mbappe. Argentina đang chơi trận chung kết World Cup lần thứ 6 sau các năm 1930, 1978, 1986, 1990 và 2014. Đây là trận chung kết thứ tư của Pháp sau các năm 98, 2006 và 2018. Trận đấu diễn ra với tốc độ cực kỳ nhanh. Cái chân của Dembele chạm vào chân Di Maria, thiên thần ngã xuống, hồi còi vang lên. Lusain vỡ òa, penalty đó là penalty. Messi đứng trước cú sút penalty cũng là đứng trước khoảnh khắc cuộc đời, bàn thắng cuộc đời. Và rồi anh bình tĩnh tung ra cú sút chìm góc phải đánh lừa hoàn toàn Lloris. Lusain tiếp tục chìm trong những tiếng hét vang không ngừng nghỉ. Argentina dẫn bàn rồi. Argentina đang dẫn bàn trong trận đấu thế kỷ của họ, điều không còn gì có thể sánh bằng. Và khi những đôi chân của Pháp ở trên cứ mải mê chạy để tìm bàn gỡ ngay trong hiệp 1, họ đã bị đầm. Messi có bóng rồi anh đưa bóng cho Marc Allister, cuối cùng đó là một pha dọn cỗ sang hướng trái. Nơi Di Maria đang lao lên, không thể chống trả hơn, để rồi một cú sút nhẹ nhàng vào lưới của Lloris, 2-0 cho Argentina. Argentina tiếp tục duy trì thế dẫn bàn phần lớn ở hiệp 2, tưởng chừng tất cả chỉ đang chờ đợi Messi và các đồng đội. Ở 10 phút cuối cùng thì ác mộng nhanh chóng ập đến. Kylian Mbappe ghi liền hai bàn ở các phút 80 và 81, dù Pháp gần như không có cơ hội nào trước đó. Cú penalty cùng cú đá volley trời giáng của Mbappe cách nhau chưa đầy 2 phút để gỡ hòa 2-2 cho Pháp. Argentina một lần nữa gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường. Trận đấu một lần nữa phải bước vào hiệp phụ. Đến hiệp phụ, Messi lại giúp Argentina vượt lên, nhưng Mbappe một lần nữa lập công để gỡ hòa 3-3, dù tiếp tục tỏa sáng ở loạt luân lưu. Mbappe không phải người tận hưởng vinh quang sau cùng tại World Cup 2022. Thủ môn Emiliano Martinez chơi xuất sắc ở loạt đấu cần não, giúp Argentina vô địch thế giới lần thứ 3 sau năm 1978 và 1986. Kỳ World Cup được xem như hay bậc nhất lịch sử chứng kiến cái kết không thể kịch tính hơn. Ở phút đấu cuối cùng trong hiệp phụ, Pháp đến gần bàn thắng quyết định khi Kolo Muani đối mặt với Martinez trong thế chống trải. Pha cản phá xuất thần bằng chân của thủ môn Argentina giúp đại diện Nam Mỹ thoát thua rồi mở ra cơ hội phản công sau đó.
nhưng ở cự ly hơn 5m, tiền đạo vào thay người Lautaro Martinez đánh đầu ra ngoài. Chỉ vài chục giây sau, Mbappe đột phá từ biên qua hai hậu vệ Argentina, có cơ hội thuận lợi trong khu cấm địa. Enzo Fernandez, cầu thủ trẻ hay nhất giải, là người ngăn cản siêu sao người Pháp ghi bàn thứ tư trong trận chung kết. Các cầu thủ Argentina đã quả cảm với Messi, của Messi chiến đấu vì Argentina. Rất nhiều người Argentina, trong đó có hầu hết các thành viên đội tuyển, đã khóc vì hạnh phúc cho dân tộc của họ và cho chính Messi. Kỳ World Cup trọn vẹn với siêu sao 35 tuổi khi anh giành luôn quả bóng vàng của giải đấu. Đó là câu chuyện The Locker Room của ngày hôm nay. Rất cảm ơn sự theo dõi của các bạn. Chúc toàn thể mọi người sẽ có một năm mới bình an và dồi dào sức khỏe. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.